Tiếp theo là hướng dẫn cái bài tập giải bài tập 1.7. Một công ty cần tuyển 4 nhân viên, có 8 người gồm 5 nam và 3 nữ nộp đơn dự tuyển. Và mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau. Tính xác suất để 4 người được tuyển. Trong 4 người được tuyển thì có duy nhất một nam là câu A. Câu B là có ít nhất một nữ. Không? Và câu C là có không quá hai nam. Câu D là có ba nữ, biết rằng có ít nhất một nữ đã được tuyển. Thì em lưu ý cái chữ biết rằng này đó, cái chữ biết rằng này đó nó chính là gì? Xác suất điều kiện. Thấy không? Đấy, bây giờ mình đi vào lời giải. Thì để giải câu A thì mình đặt A là biến cố có duy nhất một nam trong bốn người được tuyển. Đấy, thì tức là trong bốn người được tuyển này có một người nam và ba người nữ, đúng không? Một người nam và ba người nữ. Vậy thì xác suất cần tính của mình đó chính là xác suất của biến cố A nè. Xác suất của biến cố A thì bây giờ đó là mình tuyển một người nam trong năm người nam thì mình sẽ có C một năm cách chọn, đúng không? Và sau đó mình tuyển ba người nữ trong số ba người nữ này thì nó sẽ có C ba ba cách chọn. Đấy. Vậy thì chỗ này đó mình tất cả mình chia cho cách chọn 4 người trong 8 người. Đấy. Thì cái chỗ này đó thì em bấm máy tính nha. Đây đây. Thì đây là mình nắm bấm 5C1, 5C1. 5C1 thì hiển nhiên nó bằng 5 rồi. Còn 3C3 thì nó bằng 1 ha. Đấy. Nhưng mà ví dụ như em không nhớ thì em cứ bấm vô như thế này. 8 C 4 ha. Bấm kết quả ra bằng 1 phần 14 ha. Đấy. Rồi tiếp theo là mình giải câu B. Có ít nhất một nữ thì ở đây mình gọi B là biến cố có ít nhất một nữ trong bốn nữ được tuyển, thì như vậy á, thì biến cố B ngang đó là biến cố không có người nữ nào trong bốn người được tuyển, không thì mình sẽ tính xác suất của biến cố B ngang. Thì B ngang xảy ra có nghĩa là trong bốn người được tuyển này đó đều là nam, tức là mình sẽ tuyển 4 người nam trong số 5 người nam này, cho nên số cách chọn 4 người nam trong 5 người nam là số tổ hợp chập 4 của 5, đúng không? C45 chia C48 nó chính là cái xác suất không có nữ nào, có nghĩa là 4 người được tuyển đều là nam. Không? Nhưng mà gì thì xác suất có ít nhất một nữ nó sẽ bằng 1 trừ đi xác suất không có nữ nào. Đấy, thì hai biến cố này hai biến cố đối lập. Đấy, không? Đấy, hai biến cố này là hai biến cố đối lập. Vậy thì mình sử dụng công thức xác suất của hai biến cố đối lập, không? Thì nó sẽ bằng 1 trừ cho 1 phần 14, không? 1 phần 14. Thì nó ra là 13 phần 14. Cái này các em bấm máy như giống cái cách nãy thầy chỉ cái câu A đó. Ở câu C thì mình gọi C là biến cố có không quá hai nam được tuyển. Thì cái biến cố C nó xảy ra trong hai trường hợp. Trường hợp một là một nam không? Có không quá hai nam, có nghĩa là số nam được tuyển là từ hai trở xuống, từ hai trở xuống thì nó xảy ra trường hợp là một nam ba nữ, là cái biến cố A ở trên nè, một nam ba nữ nè, và biến cố hai nam hai nữ thì mình gọi là biến cố C2. Như vậy thì xác suất cần tính của mình đó là mình tính xác suất của biến cố A cộng cho xác suất của biến cố C2, mà xác suất biến cố A ở trên mình tính rồi đúng không? Còn là xác suất của biến cố C2 đó, xác suất biến cố C2 thì mình sẽ lấy C2 có nghĩa là chọn hai người nam trong số 5 người nam là có C2 5 cách chọn, và chọn một người nữ, cái này là hai người nữ chứ, hai người nữ trong số 3 người nữ, không hai người nữ trong số 3 người nữ để cho nó đủ 4 người đó, 4 người ha. Thì khi chỗ này là cái số 2 nha các em, chỗ này là số 2 các em sửa mà. Thì bây giờ mình bấm máy nè. Thì 5C2. 5C2 nhân cho 3C2 chia cho là 8C4. Và cái này mình cộng thêm 1 phần 14 nữa các em, 1 phần 14 nữa. 1 phần 14 nè. Thì nó ra 1 phần 2 ha. Đấy. Thì công thức thì
thì nhập sai nhưng mà tính là kết quả nó giống à, đúng. Thì em lưu ý chỗ này là C23 các em. Đấy, như vậy thì ở đây là cái câu câu C mình đã giải xong. Ở câu D. Ở câu D thì mình gọi D là biến cố có 3 nữ được tuyển. À, có 3 nữ được tuyển thì D nó chính là biến cố A đó. D nó chính là biến cố A. Thì 3 nữ được tuyển thì có nghĩa là trong 4 người đó có 3 nữ, có nghĩa là có một người nam đúng không? Thì cái biến cố D này nó chính là biến cố ở câu A này, biến cố A luôn. Cho nên là xác suất của biến cố D chính là xác suất của biến cố A. Đấy. Nhưng mà ở đây thì câu D nó yêu cầu mình đó là tính xác suất có 3 nữ được tuyển. Biết rằng có ít nhất một nữ được tuyển. Thì ít nhất một nữ được tuyển nó chính là cái biến cố B. Không? Ít nhất một nữ được tuyển. Đấy, như vậy thì rõ ràng là cái đề bài nó yêu cầu là tính xác suất của biến cố A với điều kiện B. A với điều kiện B, không? A với điều kiện B. Thì ở đây mình áp dụng công thức xác suất điều kiện. Thì nó bằng xác suất của biến cố A giao B chia cho xác suất biến cố B. Không? Đấy, như vậy thì nó sẽ bằng là xác suất biến cố A chia xác suất biến cố B luôn. Thì tại vì biến cố A nó là con của B, A nó là con của B cho nên là A giao B nó bằng A luôn. Bằng A luôn. Cho nên là chỗ này xác suất biến cố A giao B mình ghi là bằng là xác suất của biến cố A nè. Đấy. Và xác suất biến cố A thì bằng 1 phần 14 không? Xác suất biến cố B trên đây mình tính là 13 phần 14. Vậy xác suất này nó bằng 11 phần 13. Đấy. Thì trên đây là thầy vừa hướng dẫn câu bài tập 1.7 ha. 1.7. Rồi, hướng dẫn xong.